Trong thời đại này, chưa ai đạt tới đẳng cấp cao nhất của cõi Phật A Di Đà. Các đệ tử của tôi, các đệ tử Thượng Đế của tôi đã đạt đến. Nhiều đệ tử của tôi, các đệ tử Thượng Đế đã đạt đến đẳng cấp rất cao của Phật Quốc. Và dĩ nhiên nhiều người họ trong kiếp này đạt đến các đẳng cấp tâm thức khác nhau. Và khi họ vãng sanh, họ đi thẳng đến cõi của tôi, cõi mới của Tiên Mùa Tù. Nhiều nhà sư mà đã từng giúp tôi hoặc đã yêu thương tôi và bằng cách nào đó đã chấp nhận tôi vào thời điểm nào đó trong đời tôi cũng đều đã lên cõi mới của Tiên Mùa Tù, cõi mới của tôi. Và nhiều người trên thế giới mà đã giúp tôi theo bất kỳ cách nào hoặc với tấm lòng yêu thương, tất cả đều đến cõi mới của Tiên Mùa Tù sau khi họ qua đời. Tôi rất mừng khi nói với quý vị điều này, vì đây là những người có tâm thuần khiết. Và người có tâm thuần khiết sẽ đến cõi của tôi, cho dù họ có chính thức là đệ tử của tôi hay không. Họ chỉ cần tâm tinh khiết, và bất kỳ ai thậm chí chỉ cần nói danh hiệu của tôi một lần hoặc nhớ tôi với tấm lòng thiện lành, với sự thuần khiết trong sáng, tất cả họ sẽ lên cõi mới của Tiên Mùa Tù, nhà thiên đàng giữa cảnh giới thứ 11 và thứ 12. Đó là nơi cao nhất mà quý vị có thể đạt được trong các vũ trụ. Tôi rất mừng khi nói với quý vị điều đó. Nên dĩ nhiên, nếu quý vị gọi là đệ tử Thượng Đế của tôi, quý vị sẽ tới đó. Và còn một điều nữa để nhắc quý vị. Cách đây lâu rồi, tôi đã bảo quý vị giữ một số lương thực thuần chay cho 2 tuần. Hãy tiếp tục làm như vậy. Rất tiện lợi và an toàn cho quý vị. Và khi lương thực gần hết cạn, quý vị hãy dùng chúng và thay thế bằng lương thực mới nếu có thể. Chỉ cần giữ những đồ khô, những thứ đơn giản như gạo lứt, mè, hoặc là bất kỳ loại ngũ cốc nào để được lâu. Gạo, đậu lăng, đậu khô, những thứ đó và muối, hạt tiêu, dầu, những thứ cần thiết tối thiểu, những đồ căn bản.